Mẹ Nấm viết thư nhờ luật sư Võ An Đôn làm người bào chữa. Luật sư Võ An Đôn cho biết là ông vừa nhận được thư của mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nội dung nhờ ông đứng ra làm luật sư bào chữa cho vụ án của cô. Lá thư nói trên được blogger mẹ Nấm gửi từ trại giam tỉnh Khánh Hòa, nơi đã giam giữ cô suốt 8 tháng qua mà không cho phép gặp luật sư hay gia đình. Theo cáo buộc của công an, thì mẹ Nấm bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều luật ấm ớ mang số 88 của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi nhận được lá thư nói trên, luật sư Võ An Đôn đã làm thủ tục gửi tòa án tỉnh Khánh Hòa, nhưng chưa rõ là có được chấp nhận hay không. Lý do là tòa án tỉnh Khánh Hòa luôn luôn gây khó khăn cho những luật sư đứng ra bào chữa cho những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Cần nói thêm là đầu năm nay, mẹ Nấm được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là người phụ nữ quốc tế can đảm nhất năm 2017 và đích thân phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump là người trao giải cho người phụ nữ Việt Nam đã bền bỉ đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Từ Khánh Hòa, luật sư Võ An Đôn cho biết. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ Nấm, từ thời gian có chuyển đến nhà em cái thư nhờ em bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm sắp tới diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nhận được đơn thì em đã làm cái thông báo bào chữa theo đúng quy định pháp luật, em gửi cho Tòa án tỉnh Khánh Hòa để làm thủ tục bào chữa. Nếu mà tòa án chấp nhận thì sẽ cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho em tham gia ngay. Theo luật thì từ khi nào có cái giấy chứng nhận bào chữa thì luật sư mới được vào mẹ Nấm. Nhưng mà thông thường thì như thế, nhưng mà ở Tòa án tỉnh Khánh Hòa, theo công an tỉnh Khánh Hòa thì những cái thủ tục mà liên quan an ninh quốc gia thì luật sư khó mà gặp. Tại vì trước đây em có bào chữa cho Nguyễn Hữu Quốc Duy tại sơ thẩm ở Tòa án tỉnh Khánh Hòa thủ lý, nhưng mà gia đình cứ nhờ em, nhưng mà Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã từ chối không cho em bào chữa. Sau đó lên phúc thẩm thì Tòa án tối cao tại Đà Nẵng có cấp giấy chứng nhận em, nhưng mà về em vào thăm Duy thì công an nơi giam giữ không cho em vào. Trong trường hợp này Nấm em nghĩ là cũng như thế, dù em chưa làm thủ tục. Tàu hải cảnh Việt Nam trực tiếp đưa 695 ngư dân về nước. 695 ngư dân Việt Nam được chính phủ Nam Dương phóng thích vào hôm thứ Sáu tuần trước đã được đưa lên hai tàu hải cảnh Việt Nam trở về thành phố Vũng Tàu vào hôm qua. Đây là số ngư dân bị Nam Dương bắt giữ cùng với 100 tàu cá với cáo buộc là xâm nhập hải phận bất hợp pháp. Các ngư dân này sinh sống ở các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Nhật báo Jakarta Post cho biết là việc Nam Dương phóng thích với số lượng nói trên là vì ngân sách không thể gánh nổi chi phí ăn ở quá lớn. Trong khi đó thì Tòa đại sứ Việt Nam ở Nam Dương cho biết là tính từ đầu năm nay, hơn 1.000 ngư dân Việt Nam đã được Nam Dương trả tự do. Một chiếc tàu chở 30.000 tấn hóa chất bị mắc cạn ở biển Bình Thuận. Giới hữu trách Việt Nam loan báo là một chiếc tàu hàng với 30.000 tấn hóa chất trên tàu đã bị mắc cạn ở vùng biển thuộc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận vào tối thứ Bảy vừa qua. Và hôm qua, các tàu tuần duyên Việt Nam đã đến vị trí lâm nạn của chiếc Cameron Journey cách đảo Phú Quốc khoảng 28 hải lý về phía nam. Trên tàu có 26 thủy thủ và đang chở khoảng 30.000 tấn hóa chất kỹ nghệ từ Singapore đến Trung Cộng. Khi băng qua vùng biển này thì bị mắc cạn vào lúc 7 giờ tối hôm thứ Bảy. Theo trình báo của tuần duyên Việt Nam, thì hiện con tàu đang bị nghiêng khoảng 15 độ ở mạn trái và chưa xảy ra tình trạng tràn dầu hay hóa chất xuống biển. Hiện giới chức trách nhiệm và các công ty hàng hải đang gửi các tàu nhỏ và nhân sự đến nơi để kéo con tàu ra khỏi vùng mắc cạn. Chi tiền bịt miệng các ngư dân bị thiệt hại vì tàu cá vỏ thép. Để chạy tội cho việc làm ăn cầu thả của mình, nhà máy đóng tàu cá vỏ thép đã chi tiền cho các ngư dân để họ rút lại các đơn khiếu nại nhà máy này. Tờ Tuổi Trẻ cho biết là các phóng viên của họ đã thu thập được bằng chứng là hai công ty Nam Triệu trực thuộc Bộ Công an và công ty Đại Nguyên Dương đã mang tiền đến tận nhà yêu cầu các ngư dân ký nhận với điều kiện rút đơn khiếu nại và không được tiết lộ chuyện này với giới truyền thông. Tờ báo cho biết là số tiền bịt miệng lên đến 200 triệu đồng, tức khoảng 9.000 Mỹ Kim, so với trị giá con tàu là khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Cần nhắc lại là dự án đóng tàu cá vỏ thép là do nhà nước Việt Nam khởi xướng và tài trợ với mục tiêu là giúp ngư dân Việt Nam có thể đối chọi với các tàu cá Trung Cộng đang tung hoành ở Biển Đông. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi được báo chí lề đảng rầm rộ ca tụng, hàng chục chiếc tàu vỏ thép đã bị hư hỏng sau vài lần ra khơi, khiến các ngư dân lâm vào cảnh phá sản vì không trả nổi tiền vay mượn từ ngân hàng. Dây thép cuộn Việt Nam bị nước Úc điều tra vì bán phá giá. Ủy ban chống bán phá giá của Úc loan báo là họ sẽ mở cuộc điều tra về cáo buộc dây thép cuộn nhập cảng từ Việt Nam.
Nam Dương và Nam Hàn đang bị bán phá giá trên thị trường Úc. Cáo buộc này do tập đoàn sắt thép Úc OneSeal đưa ra vào mấy tháng trước. Theo đơn kiện của tập đoàn này thì có sự mập mờ trong mức thuế đối với loại dây thép cuộn đến từ ba nước nói trên. Theo loan báo của ủy ban này thì cuộc điều tra tập trung vào thời điểm sản phẩm này xuất hiện trên thị trường Úc từ tháng 4 năm ngoái đến cuối tháng 3 năm nay. Nhật Bản mời Việt Nam tham dự hội chợ triển lãm vũ khí. Chính phủ Nhật Bản đã gửi thư mời một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, sang tham dự hội chợ triển lãm vũ khí hiện đại tại Nhật. Hiện Hà Nội chưa công bố quyết định là có nên sang tham dự hay không. Tuy nhiên, ngoài Việt Nam, Nhật đã mời Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, Singapore và Thái Lan đến tham dự hội chợ về kỹ thuật và vũ khí hiện đại trong lĩnh vực quốc phòng, sẽ kéo dài 3 ngày tại thủ đô Tokyo. Theo một số nguồn tin thì sẽ có ít nhất 16 công ty Nhật sẽ trưng bày sản phẩm trong hội chợ này. Ngoài ra, các tập đoàn sản xuất vũ khí của thế giới cũng sẽ tham dự, trong đó có tập đoàn Lockheed Martin đang sản xuất loại chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.